Minh cầm không? Cháu gửi gửi anh Bảo, rồi anh Bảo gửi cho mọi người. Cũng được. Thế thì gửi anh Bảo thôi, ảnh gửi anh Bảo, thế là xong. Cháu gửi ảnh cho anh Bảo. Gửi lên cho Tịnh không? À, được. Gửi cho máy bác là. Cô dùng Messenger không? À, gửi cho máy bác phải không? Cô Nga thì hiểu nhé. Đâu có nhớ máy bác không? Không có. Không đâu. Cái này không Zalo máy này. Cháu có Zalo anh. Cháu không dùng Zalo máy này. Máy này cháu bị cấm Zalo rồi. Cô có Messenger không? Facebook ấy. Gửi qua. Rồi. Trông này cháu nhìn cái này biết rồi, cái là cũ rồi. Gali cái gì cơ? Cái sáu. Ông anh nó còn quay vẻ lắm. Mày ngồi rồi. Đúng rồi. Về đây. Thế thì là anh ngồi ở đây. Cái này. Vậy nhá.